Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý vị và các bạn ngày mới luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi thứ 6 ngày 19 tháng 5 năm 2023, và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 năm Quý Mão, ngày này là ngày Đinh Sửu tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh giản hạ thủy ngày Đinh Sửu, tức can sinh chi, nghĩa là hỏa sinh cho thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm giản hạ thủy kỵ tuổi Tân Mùi, kỵ mùi, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi kỵ sửu, đinh dậu, kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày sửu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xung với mùi hình tuất, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Tân Mùi, kỵ mùi, tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Hợi, Quý Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày của các sao tốt như sao Thiên Hủy tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Thiên Thành tốt mọi việc, sao Tam Hợp tốt mọi việc, sao Ngọc Đường Hoàng Đạo tốt mọi việc, và ngày hôm nay là ngày Tịch Tinh Đại Cát tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Cô Thần xấu đối với cưới hỏi, sao Tội Chỉ xấu đối với tế tự tố tụng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng chính nam, Tài Thần hướng chính đông. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 19 tháng 5 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ 6 ngày 19 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày mới, được cục diện ngũ hành Tý Sửu nhị hợp trợ mệnh, giúp cho người tuổi Tý sẽ có một ngày có nhiều biến chuyển tích cực trong cuộc sống. Có vẻ hôm nay bạn sẽ vô cùng bận rộn và hoàn thành tốt công việc được giao. Mọi thứ nhìn chung đều nằm trong tầm kiểm soát của con giáp này. Thần tài cũng sẽ mang tới cơ hội kiếm tiền cho những người vẫn luôn làm việc chăm chỉ bấy lâu. Đặc biệt, những người theo nghiệp kinh doanh sẽ có một ngày buôn bán bội thu. Bản mệnh cũng có thể bàn tính đến việc mở rộng quy mô trong thời điểm cát khí vượng thế này. Về tình cảm, ngũ hành xung khắc nhắc nhở, cho dù bạn và người ấy đang ở trong một mối quan hệ đi nữa, thì hãy nhớ cả hai vẫn cần có không gian riêng. Nếu không thì mối quan hệ sẽ khó mà duy trì và phát triển được. Việc cố kiểm soát nhau sẽ chỉ khiến tình cảm của hai bạn xuất hiện vết nứt mà thôi. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, có nhiều biến chuyển tích cực trong cuộc sống. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, càng chăm chỉ thì tài chính càng rủng rỉnh. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, đôi lứa nên dành cho nhau không gian riêng. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 15, số 73, số 56. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ,
Thìn, Thân, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 19 tháng 5 năm 2023 của tuổi Sửu. Tiếp nối tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, bước sang ngày mới người tuổi Sửu nhờ được thực thần chiếu mệnh nên sẽ có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập cho bản thân. Con giáp này nếu biết cách nắm bắt thời cơ, chuyên tâm phát triển việc kinh doanh thì sẽ nhận được kết quả tốt không ngờ. Với người làm công ăn lương, có vẻ hôm nay bạn sẽ nhận được tin vui như được tăng lương hoặc khen thưởng nên số dư tài khoản của bạn sẽ gia tăng đáng kể. Nhìn chung tiền bạc ào ào đổ về khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, nhân cơ hội này bản mệnh cũng nên tăng cường tích lũy. Ở phương diện tình cảm, người độc thân vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn mới mong sớm tìm được một nửa phù hợp. Bên cạnh việc bớt thời gian cho công việc để chăm lo cho cuộc sống cá nhân, bạn cũng nên nhìn lại mục tiêu của bản thân, đặt ra quá nhiều yêu cầu cũng là rào cản lớn ngăn bạn tìm thấy hạnh phúc. Câu quyết cho các tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, có nhiều cơ hội để gia tăng thu nhập. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, biết cách nắm bắt thời cơ, chuyên tâm phát triển. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, có thể được tăng lương hoặc khen thưởng. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, nên tăng cường tích lũy khi tiền bạc đổ về. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, người độc thân chưa tìm được một nửa phù hợp. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 5, số 98, số 27. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, cà phê, vàng. Quý nhân phù trợ, Tị, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 19 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dần. Vận trình ngày mới của người tuổi Dần được chính Ấn Độ mệnh nên có một ngày làm việc hăng say, tạo ra nhiều giá trị đáng nể. Mặc dù công việc vẫn nảy sinh khó khăn và trở ngại nhất định, nhưng nhờ sự lanh trí và linh hoạt của mình, bản mệnh giải quyết các vấn đề phát sinh một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Cũng trong ngày này, Dần còn có thể tìm thấy nhiều cơ may tài lộc, kiếm về tay không ít tiền bạc. Nhờ thế mà con giáp này có thể thoải mái chi tiêu cho bản thân và gia đình mà không phải lo lắng gì trong thời gian này. Dù vậy, bạn cũng không nên tiêu xài hoang phí cho những món đồ không thật sự cần thiết. Mộc khắc thổ, chuyện tình cảm cá nhân của những chú hổ vẫn còn lắm gập ghềnh cần đối mặt. Bạn và người ấy có nhiều quan điểm trái ngược về các vấn đề trong cuộc sống. Ban đầu đó là điểm thu hút đối phương mãnh liệt, song dần dà nhiều vấn đề nảy sinh bất cập cũng vì sự khác biệt đó. Câu quyết cho các tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, làm việc hăng say, tạo ra nhiều giá trị. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, tìm thấy nhiều cơ may tài lộc, kiếm tiền hiệu quả. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, không nên tiêu xài quá mức hoang phí. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, chuyện tình cảm cá nhân còn lắm gập ghềnh. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 22, số 11, số 86. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Hợi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 19 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mão. Thiên ấn xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi Mão, báo hiệu con giáp này trải qua một ngày có thể gặt hái được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Cũng bởi có tinh thần trách nhiệm, bạn luôn nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, tạo dựng được uy tín. Sự nghiệp tiến triển thuận lợi cũng kéo theo thu nhập của bản mệnh được đảm bảo và có xu hướng tăng tiến nhanh chóng. Nếu làm tốt trọng trách được giao phó,
bạn chắc chắn có thể nhận được khoản thưởng nóng hay tiền hoa hồng xứng đáng, tài chính cũng được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, trong ngày ngũ hành xung khắc, phương diện tình cảm của Mão không được suôn sẻ cho lắm. Bạn và người ấy gặp khó khăn trong việc trao đổi những vấn đề thường ngày do mối quan hệ tồn tại nhiều khúc mắc từ trước đó. Cãi vã có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Câu quyết cho các tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, thu nhập được đảm bảo và có xu hướng tăng tiến. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, có thể nhận được khoản thưởng nóng xứng đáng. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, mối quan hệ đôi lứa gặp nhiều mâu thuẫn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 16, số 7, số 95. Giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, Hợi, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 19 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thìn. Ngày mới gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi gây trở ngại. Người tuổi Thìn khó có thể phát huy cao độ năng lực của mình trong công việc khi liên tục bị tiểu nhân quấy phá và làm đủ trò cản trở. Thực tế là dù bạn đã cố tỏ thái độ dĩ hòa vi quý nhưng đối phương liên tục gây hấn vì lòng ganh ghét, đố kỵ với những gì bạn đạt được. Việc kinh doanh buôn bán trong ngày cũng bị đối thủ cạnh tranh không lành mạnh khiến bạn thường phải vất vả xoay sở đủ kiểu. Việc kiếm tiền vì phải chịu nhiều ảnh hưởng nên có dấu hiệu chững lại, thậm chí nếu không cẩn thận, bản mệnh còn có thể thất thu một khoản không nhỏ vào tay đối thủ. Về tình cảm, dường như chiến tranh lạnh giữa các cặp đôi vẫn chưa có dấu hiệu hòa hoãn mà ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Chẳng ai chịu nói với ai câu nào, mặc kệ mọi chuyện tới đâu thì tới. Hãy nhớ rằng một khi để tình cảm phôi phai, sẽ rất khó để hàn gắn lại như ban đầu. Câu quyết cho các tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, khó có thể phát huy cao độ năng lực của mình. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, bị tiểu nhân quấy phá và làm đủ trò cản trở. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, đề phòng kẻ mang lòng ganh ghét, đố kỵ. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều khó khăn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ đôi lứa rơi vào tình trạng bế tắc. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 21, số 4, số 54. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 19 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tỵ. Xem tử vi ngày mới cho thấy, được cục diện ngũ hành tam hợp, Tỵ Dậu Sửu xuất hiện che chở cho vận trình, vận khí của người tuổi Tỵ có dấu hiệu tăng tiến đáng mừng. Công việc nhìn chung vẫn đang được bạn giải quyết ổn thỏa. Con đường thăng tiến của bản mệnh cũng mở ra từ đây, bạn đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực và tiềm năng phát triển trong tương lai. Cát khí lan tràn còn hỗ trợ những chú rắn ở phương diện tài lộc. Hôm nay được coi là ngày tuổi này đón nguồn tài chính dồi dào nhờ các mối làm ăn tốt đẹp. Nhìn chung hôm nay bạn sẽ bận rộn hơn thường lệ, có cơ hội kiếm tiền, làm việc luôn tay luôn chân nên thu về không ít lợi nhuận. Vận tình duyên của tuổi Tỵ trong ngày cũng nở rộ, mối quan hệ tình cảm phát triển ngoài sức mong đợi. Con giáp này biết mình đang thiếu điều gì và tìm kiếm gì ở nửa kia nên không còn u mê tìm kiếm người phù hợp trong vô vọng nữa. Câu quyết cho các tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, vận khí có dấu hiệu tăng tiến đáng mừng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, con đường thăng tiến rộng mở từ đây. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, chứng minh được năng lực và tiềm năng phát triển. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, tài chính dồi dào nhờ các mối làm ăn tốt đẹp.
Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy, quan hệ tình cảm phát triển ngoài sức mong đợi. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao; tài lộc, đánh giá đạt 5 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 12, số 77, số 66. Giờ tốt: từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, cam. Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 19 tháng 5 năm 2023 của tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ bước sang ngày mới do gặp cục diện Sửu Ngọ tương hại nên đường công danh sự nghiệp không được thuận lợi cho lắm, bản mệnh cần chú ý hơn. Ngày này bản mệnh có thể sao nhãng, kém tập trung vào việc đang làm nên dễ gây sai sót, ảnh hưởng tới đường tiến thân sau này. Nếu không sớm chấn chỉnh bản thân, đó sẽ là cơ hội để những kẻ tiểu nhân đặt điều nói xấu, bôi nhọ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và vị trí hiện tại của con giáp này. Để có thể đi tới như ngày hôm nay, bạn đã phải rất vất vả và trả giá không ít, vậy nên đừng để công sức đổ bể. Vận khí trong ngày bất ổn nên cũng không thích hợp cho các hoạt động cầu tài hay đầu tư mạo hiểm. Nếu đã có sẵn kế hoạch, bạn tốt nhất nên rời sang một ngày vượng vận khác để tránh những rủi ro không đáng có gây thất thoát tiền bạc. Câu quyết cho các tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim, công danh sự nghiệp không được thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy, dễ gây sai sót do sao nhãng, kém tập trung. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, tiểu nhân đặt điều nói xấu, bôi nhọ uy tín. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, nên có biện pháp bảo vệ công sức của mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, không thích hợp cho các hoạt động cầu tài. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao; tài lộc, đánh giá đạt 3 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao; tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 19, số 72, số 21. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: hồng, tím. Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 19 tháng 5 năm 2023 của tuổi Mùi. Xem tử vi cho thấy, ngày thứ 6 này áp lực công việc sẽ gia tăng đáng kể, khiến cho con giáp tuổi Mùi phải nỗ lực hết sức để vượt qua và không được phép bỏ cuộc. Tương xung xuất hiện càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn, bạn cần học cách thích nghi linh hoạt để sẵn sàng đương đầu với mọi thách thức xảy tới. Tình hình tài chính cũng có điểm báo hao hụt, thất thoát không ít tiền bạc. Thời gian này bản mệnh chi tiêu nhiều hơn dự định nên cần xem xét lại càng sớm càng tốt để kịp thời điều chỉnh, không bị lạm chi, vì trước mắt bạn sẽ còn rất nhiều việc cần dùng đến tiền nữa đấy. Ngày này, chuyện tình cảm của Mùi cũng không được khả quan cho lắm. Những bạn còn độc thân thì tiếp tục yên vị với tình trạng hiện tại, còn người đã có đôi, đã lập gia đình thì hãy thận trọng với cảm giác thất vọng, chán trường và lạnh nhạt nửa kia, dẫn tới mối quan hệ có khoảng cách. Câu quyết cho các tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, áp lực gia tăng, cần nỗ lực vượt qua. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, cần học cách thích nghi linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, tình hình tài chính có điểm báo hao hụt, thất thoát. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, cần điều chỉnh lại thói quen chi tiêu kẻo lạm chi. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, tình cảm xuất hiện nhiều vấn đề bất lợi. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao; tài lộc, đánh giá đạt 3 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao; tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 33, số 5, số 62. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, vàng. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công.
Tử vi thứ 6, ngày 19 tháng 5 năm 2023 của tuổi Thân. Bước sang ngày mới, người tuổi Thân may mắn được chính tài trợ mệnh nên đường tài lộc hanh thông, công việc thuận lợi. Con giáp này có thể sẽ được giới thiệu cho những mối làm ăn lớn, hợp tác với những khách hàng tiềm năng, lại có uy tín lâu năm nên thu về một khoản không nhỏ. Với người làm công ăn lương, công việc của bạn cũng đang tiến triển khá ổn, do con giáp này luôn không ngừng nỗ lực vươn lên, thêm ý chí mạnh mẽ nên thường giành ưu thế trong các cuộc cạnh tranh. Cấp trên tỏ rõ sự hài lòng với sự cống hiến của bạn, đây quả thực là tín hiệu đáng mừng. Thổ sinh kim báo hiệu phương diện tình cảm khá suôn sẻ, con giáp này dù luôn bận rộn với sự nghiệp cá nhân nhưng vẫn luôn biết cân bằng cuộc sống, không để nửa kia có cảm giác bị lạnh nhạt. Cách hành xử khéo léo của bạn là chìa khóa giúp mối quan hệ đôi bên kéo dài bền vững. Câu quyết cho các tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, đường tài lộc hanh thông, công việc thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, được giới thiệu cho những mối làm ăn lớn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, có cơ hội hợp tác với khách hàng tiềm năng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, sự cống hiến bền bỉ làm hài lòng cấp trên. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tình cảm suôn sẻ nhờ cách hành xử khéo léo. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 20, số 17, số 98. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, bạc, ánh kim. Quý nhân phù trợ, Thìn, Tý, Tỵ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 19 tháng 5 năm 2023 của tuổi Dậu. Trong ngày, nhờ có sự xuất hiện của cục diện ngũ hành tam hợp trợ mệnh, hôm nay khả năng xã giao của tuổi Dậu được phát huy cao độ, nhờ vậy mà gây được ấn tượng với người khác, xây dựng mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Đặc biệt những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, tiếp thị khách hàng thì càng có lợi thế phát triển sự nghiệp. Thời gian này bạn có thể sẽ thấy bận rộn hơn rất nhiều khi phải đảm đương nhiều trọng trách, ngày nào cũng căng sức mà làm. Nhưng cơ hội để thể hiện mình như vậy không nhiều nên hãy cứ tập trung cố gắng, chẳng mấy chốc thành tựu sẽ xuất hiện. Nhân duyên trong ngày cũng khá vượng nhờ được ngũ hành tương sinh hỗ trợ. Những bạn nào yêu lâu có thể tính tới chuyện kết hôn hoặc sớm dẫn đối phương về ra mắt gia đình. Vợ chồng kết hôn nhiều năm nên thường xuyên hâm nóng tình cảm để mối quan hệ ngày càng gắn bó khăng khít hơn. Câu quyết cho các tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, khả năng xã giao được phát huy cao độ. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, gây ấn tượng tốt, xây dựng mối quan hệ có lợi. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, bận rộn hơn khi phải đảm đương nhiều trọng trách. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, nên tận dụng cơ hội để thể hiện mình. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, nhân duyên vượng, tình cảm có tiến triển. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 16, số 70, số 90. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, xám. Quý nhân phù trợ, Tỵ, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 19 tháng 5 năm 2023 của tuổi Tuất. Ngày mới gặp cục diện Sửu Tuất tương hình, vận trình trong ngày mới của người tuổi Tuất có phần gập ghềnh, chắc trở vì bạn sốt ruột, lo lắng nhiều thứ, lúc nào cũng đứng ngồi không yên. Có lẽ do dạo gần đây công việc liên tục nảy sinh rắc rối khiến bạn trở nên căng thẳng hơn. Nhưng càng lo thì càng không tìm ra cách giải quyết đâu. Tư tưởng hỗn loạn, tâm lý bất an khiến con giáp này cũng chẳng có đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định đầu tư khôn ngoan. Bạn tốt nhất không nên vội vàng vung tiền vào những dự án mà bản thân không nắm chắc phần thắng kèo, kết quả cuối cùng chỉ có bạn là thua thiệt mà thôi. Chuyện tình cảm không mấy tiến triển vì con giáp này có yêu cầu cao, khó tìm được người phù hợp đáp ứng tất cả những điều bạn mong muốn. Đó là lý do người độc thân vẫn tiếp tục độc thân mà thôi.
các cặp đôi cũng nên tiết chế hành động cũng như phát ngôn của mình để phòng làm tổn thương người đối diện. Câu quyết cho các tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, vận trình trong ngày có phần gập ghềnh, trắc trở. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, căng thẳng vì công việc liên tục xuất hiện rắc rối. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, không đủ tỉnh táo để quyết định đầu tư khôn ngoan. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, không nên vội vàng vung tiền vào dự án không chắc chắn. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, chuyện tình cảm không mấy tiến triển. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 3 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 3, số 13, số 70. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cà phê. Quý nhân phù trợ, Ngọ, Mão, Dần. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ 6, ngày 19 tháng 5 năm 2023 của tuổi Hợi. Ngày được tam hội che chở, người tuổi Hợi có điềm báo được quý nhân giúp đỡ, có người chỉ đường dẫn lối trong công việc nên tránh được cạm bẫy, đạt thành tích tốt đẹp. Nhưng dù có đang đạt được lợi thế lớn lao, bạn cũng chớ nên sinh tự mãn, hãy luôn khiêm tốn để ngày càng hoàn thiện và phát triển xa hơn nữa. Tận dụng cát khí trong hôm nay, tuổi này có thể nhanh chóng tiến hành việc thực hiện các kế hoạch đầu tư, sẽ thu được nguồn lợi nhuận đáng kể. Bên cạnh đó bạn còn được tặng, thưởng hoặc may mắn trúng được quà hay tiền nữa cơ, quả là một ngày may mắn với con giáp này. Trong ngày này, người tuổi Hợi nếu có công việc xuất hành đi xa, nên ưu tiên xuất hành theo giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày gồm có hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính tây, đi ra được người giúp đỡ, nếu người có bệnh tật sửa lễ cầu trời ắt sẽ khỏi. Câu quyết cho các tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, được quý nhân giúp đỡ, tránh xa cạm bẫy. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, chớ nên sinh tự mãn khi đạt được lợi thế lớn. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, luôn khiêm tốn để tiến xa hơn nữa. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim, có thể tranh thủ thực hiện kế hoạch đầu tư. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh thủy, may mắn thu được nguồn lợi nhuận đáng kể. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 4 sao. Con số may mắn, số 16, số 87, số 34. Giờ tốt, từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường, trắng, đen. Quý nhân phù trợ, Mùi, Mão, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.